Thưa quý vị, với mong muốn lập thân lập nghiệp để thoát nghèo, anh Nguyễn Hoàng Thắng ở xã Láng Biển, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực tìm tòi, chuyển đổi cách thức làm kinh tế từ cây lúa. Đạt được thành công, người đảng viên trẻ này đã hướng dẫn bà con trong xã cùng thực hiện. Và cách làm của anh đã giúp nhiều người thay đổi tư duy làm kinh tế để thoát nghèo. Anh Thắng đã thực hiện đúng theo lời Bác dạy đối với cán bộ đảng viên là muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Vốn là thanh niên nhiệt huyết, có chí tiến thủ, anh Thắng nhận thấy chỉ trồng lúa hàng hóa, trong khi chi phí cao, giá cả bấp bênh, thì người nông dân rất khó vươn lên khá giả. Nghĩ là làm, anh Thắng bắt đầu tham gia các lớp tập huấn sản xuất lúa giống, học tập kinh nghiệm trên báo đài và những người đang sản xuất lúa giống, rồi thử nghiệm trên diện tích đất của mình. Sau khi đạt yêu cầu, nắm được kỹ thuật, anh Thắng mở cơ sở sản xuất cung ứng lúa giống và vận động những nông dân xung quanh chuyển sang trồng lúa giống để liên kết với mình. Cái mô hình là trồng lúa là từ cái lúa thịt, lúa hàng hóa mình chuyển sang là trồng lúa giống. Thì cái trồng lúa giống thì nó mang lại hiệu quả cao hơn so với lúa thường. Dạng sự khởi đầu nan, bước đầu việc vận động người dân chuyển sang sản xuất lúa giống không mấy suôn sẻ vì tâm lý ngại thay đổi, sợ thất bại. Anh Thắng vận động người thân làm trước để bà con xung quanh theo dõi và tự đánh giá hiệu quả. Hộ nào liên kết sản xuất giống, anh sẽ hướng dẫn kỹ thuật. Nhờ sự kiên trì đó, đến nay anh Thắng đã mở được 3 cơ sở sản xuất lúa giống. Mỗi vụ cung cấp khoảng 1.000 tấn lúa giống, giúp người dân tăng lợi nhuận từ 5 đến 10 triệu đồng một hecta. Trước hết nông dân mua được cái giá lúa giống nó thấp hơn, mà sản xuất lúa giống thì nó hiệu quả hơn là lúa thịt. Đó là cái nổi bật. Cũng cảm ơn sự lãnh đạo của đảng ủy ban và cảm ơn anh Hoàng Thắng đã là người tiên phong đứng ra để mà xây dựng cái mô hình này. Để ổn định giá cả và mở mang việc sản xuất cung ứng lúa giống, anh Thắng đã vận động thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Láng Biển do anh là chủ tịch hội đồng quản trị. Mô hình mới này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa giống để nâng cao giá trị thu nhập, có thêm điều kiện tài chính làm công tác xã hội. Nói anh Thắng thì ông học hỏi nhiều, nắm khoa học kỹ thuật. Thứ hai là đầu tư các cái công nghệ mới, là sản xuất rồi phun thuốc xịt thuốc bằng máy bay. Còn công tác xã hội thì có thể lên tới hàng trăm triệu. Đặc biệt vừa qua thì cái dịch Covid thì anh cũng rất là tích cực tham gia vận động cô bác anh em gì đó, anh cũng hỗ trợ rau củ quả ở trên Sài Gòn ấy. Thì đi đến các cơ sở cách ly thì cũng rất là lớn. Thì tất cả những công việc nào cũng vậy, có quyết tâm mới làm được. Thì tôi làm thì tôi không nghỉ công. Tôi là một người đảng viên. Thì lúc nào tôi cũng tiên phong, đi đầu. Thứ nhất là cho gia đình. Thứ hai là mang lại cái quyền lợi cho những xã viên và cho bà con nông dân. Ai cũng có lợi, ai cũng có lợi nhuận hết là cái đó là ý nguyện của tôi. Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, anh Nguyễn Hoàng Thắng trở thành mực thước để nông dân Láng Biển noi theo, mạnh dạn đổi mới tư duy, chuyển từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang làm kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Với những đóng góp đó, anh đã được nhận giải thưởng Lương Định Của lần thứ 4, nhà nông trẻ xuất sắc do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và giải thưởng Khi Tổ quốc cần của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên.